Bài 16, ADN và bản chất của gen. Trong bài này có 3 nội dung chính lần lượt chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu. Đó chính là phần 1 La Mã, ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào. Phần 2 La Mã, đó là bản chất của gen. Và phần 3 La Mã là chức năng của ADN. Các em quan sát lại cái hình ảnh sau đây. ADN kết hợp với protein loại histone sẽ cấu tạo nên một cái cấu trúc nhiễm sắc thể và nó sẽ định khu ở bên trong nhân tế bào. Nhiễm sắc thể này nó sẽ nhân đôi tại kỳ trung gian để trở thành trạng thái kép. Để nhiễm sắc thể này có thể nhân đôi được thì cái cơ sở của nó chính là hiện tượng ADN nhân đôi. Vậy thì ADN này nó sẽ nhân đôi ở kỳ trung gian và nó sẽ nằm ở bên trong tế bào. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được kết luận, đó là ADN tự nhân đôi trong nhân tế bào tại các nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian. Diễn biến của quá trình nhân đôi ADN diễn ra như thế nào thì các em hãy tập trung nhé. Cấu trúc không gian của phân tử ADN đó chính là ở trạng thái xoắn kép, tức là hai mạch nó sẽ song song ngược chiều với nhau và nó xoắn theo chiều từ trái sang phải. Vậy thì trước khi bước vào quá trình nhân đôi ADN á, thì nó sẽ phải tháo xoắn để trở về cái trạng thái thẳng. Khi đó, hai mạch đơn của phân tử ADN này nó sẽ tách nhau ra. Các em quan sát này, đây chính là ADN mẹ đã được giãn xoắn ra rồi. Thì nó bao gồm có hai mạch, mạch 1 và mạch 2. Hai mạch này song song với nhau. Rồi, sau đó sẽ có một cái loại enzyme nó sẽ đi ngang qua làm cho cái ADN mẹ này nó sẽ tách nhau ra tạo thành hai cái mạch, đó là mạch 1 và mạch 2 như thế này. Khi mà các cái phân tử ADN nó tách nhau ra tạo thành các cái mạch đơn thì ngay lập tức các nucleotide tự do ở trong môi trường nội bào. Nội bào tức là môi trường ở bên trong tế bào. Nó sẽ lập tức bổ sung với các cái nucleotide trên mạch gốc của phân tử ADN theo một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc bổ sung. Đó chính là A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại. Vậy thì cái mạch 1 của cô, mạch gốc của cô là T, vậy thì cái nu môi trường sẽ là A liên kết vào. Tương tự T sẽ là A, G là X, X là G, G là X. A, G, T và X. Cái mạch còn lại cũng tổng hợp như vậy, nhưng mà theo một cái chiều ngược lại so với cái mạch bên trên. Nó tổng hợp từ bên trong ra bên ngoài. A liên kết với T tự do trong môi trường nội bào và G liên kết với X tự do trong môi trường nội bào. Vì vậy nên là các em thấy nè, cái quá trình nhân đôi AD nó diễn ra trên mấy mạch? Diễn ra trên hai mạch luôn đúng không nào? Cả mạch 1 và mạch 2. Cái quá trình nhân đôi ADN á thì từ một cái ADN mẹ ban đầu nó sẽ tạo ra hai cái phân tử ADN con. Các em có nhận xét gì về cấu tạo giữa hai ADN con và ADN mẹ? Hai cái ADN con này nó sẽ giống nhau và nó sẽ giống mẹ. Trong đó mỗi cái ADN con nó sẽ có một mạch vừa được tổng hợp là cái mạch màu vàng, các em thấy không? Vừa được tổng hợp từ các cái nucleotide của môi trường nội bào và một cái mạch của mẹ, đó là cái mạch màu xanh, được gọi là mạch khuôn mẫu, được chưa? Vậy thì các em hãy trả lời một số cái câu hỏi sau đây. Hoạt động đầu tiên khi ADN bắt đầu tự nhân đôi là gì? Đầu tiên là phân tử ADN nó sẽ tháo xoắn. Hai mạch đơn của nó sẽ tách nhau ra dần. Quá trình tự nhân đôi này diễn ra trên mấy mạch ADN? Thì nó sẽ diễn ra trên hai mạch. Trong quá trình tự nhân đôi, các nucleotide nào liên kết với nhau tạo thành từng cặp? Các cái nucleotide ở trong môi trường nội bào sẽ kết hợp với các cái nucleotide trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Đó là A liên kết với T và G liên kết với X và ngược lại. Ngược lại là T liên kết với A, X liên kết với G.
sự tạo thành mạch mới của hai ADN con diễn ra như thế nào. Mạch mới nó sẽ được hình thành trên mạch khuôn mẫu của mẹ và nó sẽ ngược chiều nhau. Các em có nhận xét gì về cấu tạo giữa hai ADN con và ADN mẹ? Thì hai cái ADN con nó sẽ giống nhau và nó sẽ giống mẹ. Trong đó mỗi cái ADN con sẽ có một cái mạch mới được tổng hợp từ các nucleotide của môi trường nội bào và một cái mạch khuôn mẫu của ADN mẹ. Các em ghi phần này vào trong tập. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra như sau. Phân tử ADN tháo xoắn, hai mạch đơn tách nhau ra. Các nucleotide tự do trong môi trường nội bào sẽ liên kết với các nucleotide trên hai mạch đơn. Hai ADN con được hình thành dựa trên khuôn của ADN mẹ nhưng ngược chiều nhau. Vậy thì quá trình nhân đôi ADN nó sẽ dựa trên những cái nguyên tắc nào? Các em hãy quan sát cái ADN con. Nó được tổng hợp trên một cái mạch khuôn của mẹ. Và các nucleotide ở trên mạch khuôn á, nó sẽ liên kết với các nucleotide ở trong môi trường nội bào. Theo một cái nguyên tắc A luôn liên kết với T, G luôn liên kết với X và ngược lại. Đây gọi là nguyên tắc bổ sung. Và ở trong mỗi cái phân tử ADN con, nó có một mạch của ADN mẹ, được gọi là mạch cũ, và một cái mạch mới được tổng hợp từ môi trường nội bào, thì đây được gọi là nguyên tắc giữ lại một nửa, hay còn gọi là nguyên tắc bán bảo toàn. Vậy thì cái quá trình nhân đôi ADN nó sẽ dựa trên hai cái nguyên tắc chủ yếu. Đó là nguyên tắc bổ sung, A liên kết với T, G liên kết với X. Và nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bán bảo toàn hay còn gọi là giữ lại một nửa. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta hãy làm một cái bài tập nhỏ sau đây. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự như sau. Hãy viết cấu trúc của hai đoạn ADN được tạo thành từ ADN trên. Đây là phân tử ADN mẹ. Đầu tiên là cái phân tử ADN này nó sẽ tháo xoắn và nó sẽ tách nhau ra tạo thành hai cái mạch, mạch 1 và mạch 2. Mạch nào là mạch 1, mạch nào là mạch 2 cũng được nhé các em, chúng ta không quan tâm ha. Và sau đó thì các nucleotide ở trong môi trường nội bào nó sẽ chạy tới và nó sẽ gắn vào các cái nucleotide ở trên mạch khuôn này theo nguyên tắc bổ sung là A liên kết với T và G liên kết với X. Vì vậy A thì T nó sẽ gắn vào đúng không? T thì sẽ gắn A, G sẽ gắn X, X sẽ gắn G. Và cái mạch còn lại nó cũng sẽ như vậy. Vậy thì từ một cái ADN mẹ, chúng ta sẽ thu được hai cái ADN con giống nhau và giống với mẹ. Các em hãy quan sát cái quá trình nhân đôi của ADN bằng một cái video sau. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases, represented by the letter DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each Hôm trước cô nói là A, T, G, X. Tại sao ở đây người ta gọi lại ghi là A, T, C, X? Cái cytosine này á, khi mà phiên dịch qua tiếng Việt của mình á, là bắt đầu từ chữ X, cytosine, còn ở tiếng Anh của nó sẽ bắt đầu từ chữ chữ C, nên là cái chữ X của mình á, nó sẽ thay bằng chữ C nhé các em, chứ không phải là kiến thức sai đâu, được chưa? Each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite. Đầu tiên thì cái enzyme này nó sẽ chạy ngang qua và nó sẽ tách
cái ADN ra tạo thành hai cái mạch đơn như thế này. Directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' prime end to the 3' prime end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one in the 5' prime to 3' prime direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to. Sau khi cái phân tử ADN con được tạo ra thì cái phần tử ADN này nó sẽ xoắn lại theo cái cấu trúc không gian ban đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo, đó chính là bản chất của gen thông qua phần 2 La Mã. Đây là phân tử ADN. Gen là một đoạn của phân tử ADN. Và ở trên gen á, nó có khoảng từ 600 cho tới 1.500 cặp nu và nó sẽ có một cái trình tự xác định. Phân tử ADN này cùng với protein lõi histone, nó sẽ cấu tạo nên một cái cấu trúc nhiễm sắc thể. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận là gen là một đoạn của phân tử ADN và nó sẽ có chức năng di truyền xác định. Về bản chất hóa học của gen, nó chính là ADN. Cô sẽ giới thiệu thêm cho các em một cái khái niệm mới, đó chính là gen cấu trúc. Nó sẽ mang thông tin quy định cấu trúc của một loại protein. Phần này thì chúng ta sẽ được học ở bài sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của ADN. Bản chất của gen là một đoạn của phân tử ADN. Và gen nó sẽ quy định nên cái cấu trúc của phân tử protein. Cái vị trí khác nhau của gen nằm trên nhiễm sắc thể thì nó sẽ thường quy định cái loại protein này nó sẽ khác nhau như thế nào. Vì thế mà gen nó sẽ lưu trữ thông tin di truyền, hay nói cách khác thì ADN sẽ là nơi để lưu trữ thông tin di truyền quy định các cái cấu trúc của phân tử protein. Một cái chức năng nữa của phân tử ADN đó chính là phân tử ADN có khả năng nhân đôi. Chính cái khả năng này sẽ giúp cho ADN truyền đạt thông tin di truyền qua các hệ tế bào và cơ thể. Từ những cái chức năng của ADN này, nó sẽ góp phần duy trì sự sinh sôi nảy nở của các cái sinh vật trên thế giới. Chúng ta củng cố lại cái phần mà chúng ta đã được học ở ngày hôm nay, đó chính là bài ADN và bản chất của gen. Đầu tiên, nguyên tắc của tự nhân đôi. Ở cái địa điểm đó chính là kỳ trung gian của quá trình phân bào.
Nó nằm ở trên nhiễm sắc thể và nó nằm ở bên trong nhân của tế bào. Về diễn biến thì đầu tiên là ATN nó sẽ tháo xoắn thành hai cái mạch đơn, nó tách nhau ra. Và cái mạch mới nó sẽ được hình thành theo nguyên tắc bổ sung, đó là A liên kết với T và G liên kết với X. Cái kết quả từ một ADN ban đầu sẽ tạo ra hai ADN mới giống nhau và giống tế bào mẹ. Nguyên tắc bổ sung là gì? Là A liên kết với T và G liên kết với X. Nguyên tắc bán bảo toàn là một cái ADN con, nó được tạo ra từ một cái mạch ADN ban đầu và một cái mạch mới. Về ý nghĩa của cái quá trình tự nhân đôi ADN á, thì nó sẽ là cơ sở của nhân đôi của nhiễm sắc thể và nó sẽ duy trì đặc tính qua các cái thế hệ tế bào và cơ thể. Về bản chất của gen thì gen là một đoạn của ADN và gen cấu trúc nó sẽ quy định ra một cái loại protein. Về chức năng thì ADN nó sẽ truyền đạt và nó sẽ lưu trữ cái thông tin di truyền. Chúng ta làm một cái bài tập để củng cố. Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tục 5 lần. Hỏi có bao nhiêu phân tử ADN con được tạo thành sau khi phân tử ADN nói trên kết thúc tự nhân đôi? Từ một ADN ban đầu tạo ra hai ADN con. 2 thì sẽ tạo ra 4. 4 thì sẽ tạo ra 8. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức đúng không nào? Công thức số phân tử ADN con được tạo thành sau n lần nhân đôi là 2 mũ n. Bài này người ta cho chúng ta là nhân đôi liên tục 5 lần. Vậy thì chúng ta sẽ ráp số vào, nó là 2 mũ 5 sẽ ra 32 phân tử ADN con. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em hãy học bài và làm các cái bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô đã đính ở trên trang lớp học trực tuyến. Các em hãy làm cái bài tập số 4 sách giáo khoa trang 50 vào trong tập và xem trước cái bài mối quan hệ giữa gen và ARN. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.